chào tất cả anh em còn thủ nha. Hôm nay thì bên em lại về thêm một cái loại mồi lua đó, dành cho anh em nào mình mới tập lua. Dòng mồi này chỉ là cái mồi dòng mồi giá bình dân thôi, nhưng mà độ mà nhảy cá rất là cao. Con này có tên là VIP Sasakin. Trọng lượng của con này á, thì nó khoảng 8-9 gram. Để lên bàn cân luôn cho anh em mình coi. Thích hợp câu rê, cá lóc nè, cá kiểm, lóc đông, lóc bông, lóc đồng. Rồi cái lưỡi nó rất là bé. Đây là một cái cân điện tử mà em chuẩn bị sẵn rồi, sẽ cân cho mọi người xem luôn. Có trọng lượng là 8 gram. Chiều dài của con này là 4 cm nha mọi người. Còn nó có thiết kế là có bi bên trong luôn, rất là nhiều bi, tạo cái action chuẩn khi mà mình rê. Con này thì đi chìm, em về rất là nhiều màu. Đó, anh em nào mà thích màu nào thì câu màu đó. Tại vì cái lưỡi nó rất là bén á, là em cho mọi người xem rõ cái màu. Cái con này thì bên em đã test lên cá rồi nha mọi người, lên con cá lóc chắc cỡ 2 kg. Liệu là sơn 3D nha. Mọi người nhìn kỹ con mắt của nó nè. Đó, rất là giống cá thiệt. Lưỡi. Lưỡi ba tiêu, rất là bén luôn. Rồi em mà để tay vô là nó bấu vào tay liền á. Rất là nhạy cá. Cái con này là cái con đồng giá rẻ, thích hợp cho anh em nào mình mới tập câu lúa, không có sợ bị mất mồi. Rất là nhiều màu. Ở đây thì có màu chấm bi nè, màu cam, màu đen, màu trắng đỏ. Đó. Nhiều loại. Rất là vừa miệng con cá luôn á, vừa miệng con cá lóc luôn. Hiện tại thì bên shop về 5 màu như này. Anh em nào mà thích màu nào hoặc là muốn sở hữu em này á, thì có thể comment số điện thoại hoặc là bình luận ở phía bên dưới. Bên em có ghim cái link mua hàng á, anh em mình có thể vào đó để xem chi tiết và cái hình ảnh lên mồi của khách bên em test thử luôn. Nếu mà anh em nào mà ở Sài Gòn á, thì có thể ghé ở địa chỉ 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, cửa hàng đồ câu Vi Mắc nha. Bên em sẽ tư vấn cho mình tận